Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Tư pháp Hungary. Chiều ngày 15 tháng 11, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hungary Thorsten Benz đang thăm, làm việc tại Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp với Hungary với bề dày lịch sử hơn 70 năm. Đề nghị hai bên duy trì trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tăng cường hợp tác trên tất cả kênh, các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực tư pháp. Thủ tướng cho biết, Việt Nam đang nỗ lực xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Đề nghị Hungary hợp tác trong hoàn thiện thể chế, hỗ trợ Việt Nam ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong việc xây dựng pháp luật, đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực tư pháp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giữa các cơ quan tư pháp hai nước. Nhân dịp này, Thủ tướng cảm ơn Hungary đã ủng hộ vaccine COVID-19 cho Việt Nam, đề nghị Hungary tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Hungary. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hungary chúc mừng và bày tỏ khâm phục trước sự phát triển, tăng trưởng kinh tế ấn tượng của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế thế giới đang gặp rất nhiều khó khăn. Bộ trưởng khẳng định Hungary mong muốn hợp tác hơn nữa với Việt Nam trong lĩnh vực tư pháp, nhất là trong những nội dung Thủ tướng đã trao đổi, đồng thời cho biết Hungary sẽ hỗ trợ 200 suất học bổng đào tạo về tư pháp cho Việt Nam. Bộ trưởng đã chuyển lời thăm hỏi, lời mời của Thủ tướng Hungary mời Thủ tướng Phạm Minh Chính sớm thăm Hungary. Thủ tướng đã vui vẻ nhận lời và chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao vào thời điểm thích hợp.